các vị cần tu tập có chánh niệm, cần tu tập thiền định, tất cả những cái này là cách để mà gọi là đang chế ngự tâm của một phàm phu. Vì vậy cần phải có những cái giây phút tĩnh tọa niệm Phật tham thiền, những giây phút tụng kinh hay là những giây phút trì chú bằng một cái nhìn của cái cách là tập cho tâm bớt vọng động. Để như vậy để cho chúng ta bắt đầu lắng tâm. Một người có lắng tâm thì từ bi nó sẽ lộ diện, tức là tâm từ, sự tha thứ, bao dung nó sẽ thực hiện khi tâm chúng ta được tạm yên lắng. Tùy mức độ lắng tâm sâu hay là cạn mà từ tâm của chúng ta cao hay là thấp. Điều này rất rõ, một sự hổ tương mà không có cách thứ hai. Cho nên vì vậy, những lúc các vị thấy phẫn quốc, ganh tị, đố kỵ, sân si, các vị cứ ngồi tĩnh tọa và để tâm chúng ta nhẹ nhàng chút xuống đi. Và tự nhiên các vị thấy rằng những ý niệm thù hận, ganh tị, ghét bỏ nó được giảm dần ngay tức khắc bằng cái sự chánh niệm của chúng ta, hay là sự đưa tâm về trạng thái tĩnh lặng. Vì vậy các vị Phật đã thực hiện, các vị Thánh đã thực hiện về sự tĩnh lặng của tâm hồn. Tĩnh lặng tâm hồn là điều rất cần thiết trong mỗi chúng ta, là một hải đảo của tự thân mà không có cách khác để có thể giúp chúng ta vượt qua những sự thù ghét, đố kỵ, ganh tị và ác tâm, không gì bằng cách là nuôi dưỡng chánh niệm. Và khi có chánh niệm tự nhiên có từ tâm. Các vị tự khởi từ tâm, các vị khởi không được. Muốn thương kẻ ác không được. Ví dụ tình địch nhau muốn thương thương được. Tao không đâm mày thôi chứ thương gì. Chúng ta nên nhớ vậy. Nhưng mà khi tâm lắng dịu rồi, quán chiếu được rất kỹ, trong tâm bình an rồi, chúng ta mới thấy rằng mỗi một người đều có cái đáng thương. Chúng ta tìm được nguyên nhân là tại sao nó như vậy, và cảm thông được cái câu trả lời tại sao, tự nhiên lòng chúng ta cảm thấy rằng mày cũng là một nạn nhân đáng thương giống tao mà. Và tự nhiên lúc đó những cái ý niệm gọi là thù ghét, ganh tị, những cái xấu bắt đầu chúng ta được lắng dịu liền. Tại sao Phật Pháp được hóa giải những điều đó? Đức Phật đã thành tựu bằng con đường đó mà. Và Đức Phật đã dạy chúng ta rất kỹ. Cho nên khi qua cái nội dung của một cái bài giảng quán chúng sinh nghiệp duyên, để mà học theo cái hạnh từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm, trong cái ngày kỷ niệm của các vị, mà tôi muốn nhắc lại một vài ý về tính biểu trưng của Bồ Tát, để chúng ta cảm thấy rằng cần ứng dụng điều gì nơi Đức Phật trong sự tu tập, chứ không phải là chỉ bằng tín ngưỡng là đủ. Tín ngưỡng chỉ là mới thềm thang bước đầu để vị tiếp cận và gần gũi gì đạo Phật hay là giới các vị Bồ Tát thôi. Và chúng ta học được cái hạnh gì nơi các ngài để ứng dụng tu tập đó, thì lúc đó các vị mới thấy được rằng là giá trị của đạo Phật bắt đầu có trong chúng ta. Tại sao có một người có những lòng tin gọi là bất thối, còn có những người cứ nhem nhem đầu này nhem nhem đầu kia? Bởi vì một người đến chỉ bằng tín ngưỡng suông thì không thể nào không dao động. Chỉ có những người khi thâm nhập được ít nhiều về lời dạy của Đức Phật để mà ứng dụng thực hành, thì lúc đó chúng ta mới cảm thẳng ràng là nên đến với Đức Phật là vì lý do gì, và chúng ta mới cảm thấy tự tin, không bị lệch lạc bởi tất cả những tà kiến, những cái mê tín, những cái lầm lạc khác. Còn chúng ta bị dao động là vì chúng ta không ứng dụng được lời Phật, thành ra dao động hết. Nghe nói đầu này đầu kia là dao động hết, nghe đồn thổi đầu này đầu kia là dao động hết. Các vị nên nhớ là như vậy.